Các bạn đang nghe truyện Yếu Gà Như Ta Lại Bị Chính Đạo Tôn Làm Vô Thượng Thánh Ma trên kênh TV Audio CV. Chương 1009. Một tòa thành. Không phải bản tông chủ không thích hoạt động. Chủ yếu là bản tông chủ chỉ cần hoạt động một chút lâu hơn. Trái tim sẽ lên tiếng. Hoặc là ngươi dừng lại, hoặc là ta dừng lại, trích từ chương 3645, nhật ký của ta, Thiên Địa Vô Thượng Thánh Ma, Trương Ma Thần lại qua mấy ngày bọn người trương đại tông chủ cuối cùng cũng rời khỏi mê cung không phải trương đại tông chủ chỉ sai đường chủ yếu là chạy được nửa đường thì tiểu hoàng đã đóng cửa mất rồi trương mạc có thể đoán được suy nghĩ của tiểu hoàng lão cha do cha đang hoạt động bí mật nên ta đương nhiên không thể tùy tiện để ngài ra ngoài được trương mạc tuy tỏ vẻ hiểu nhưng thực sự rất ghét việc đi vòng vòng trong mê cung cuối cùng vẫn là khí quân đại nhân kiếm ngô đại nhân bọn họ định dùng sức phá mưu chính là đập tường một đường như vậy cuối cùng cũng chạy ra ngoài được ra ngoài mới thấy rõ cái mê cung nát này có lối ra gì chứ hoàn toàn là đùa giỡn với người ta mà thôi nhưng càng như vậy kiếm ngô đại nhân và khí quân đại nhân lại càng tỏ ra nghiêm trọng bởi vì điều này có nghĩa là bên trong vọng thần điện đã có đại năng để mắt đến bọn họ mặc dù không biết tại sao đại năng không đích thân ra tay có thể là đang đùa giỡn với bọn họ cũng có thể là không thể ra tay tóm lại tình hình từ việc thăm dò phủ đệ không có chủ đã biến thành trộm cắp bản chất này hoàn toàn không giống nhau nếu thực sự là chủ nhân cũ vẫn còn giết chết tất cả bọn họ đều là có lý kiếm ngô đại nhân và khí quân đại nhân còn đặc biệt tìm trương lão bác để bàn bạc về tình huống này đối với điều này trương lão bác đã đưa ra một phán đoán chấn động muốn làm gì thì làm tình hình thực tế đương nhiên trương mạc biết thậm chí cả chủ nhân của nó là mông đỏ hắn cũng đã nói chuyện chủ nhân của vọng thần điện này thực ra rất dễ nói chuyện tính tình cũng không tệ những gì các ngươi phải đối mặt bây giờ căn bản không phải là cơn thịnh nộ của mông đỏ mà là trò đùa của một tên lưu manh nào đó tiểu hoàng kiểm soát vọng thần điện không chơi đùa lòng đỏ trứng của các ngươi thì chắc chắn sẽ không bỏ qua bản tông chủ cũng không có cách nào bây giờ tiểu hoàng cũng không thể nói với hắn tiếp theo sẽ là gì nữa ai bảo các ngươi cứu bản tông chủ trở về nhưng nghĩ kỹ lại hình như chỉ có cứu bản tông chủ trở về các ngươi mới có thể bảo toàn tính mạng trong tay tiểu hoàng dù sao có bản tông chủ ở đây tiểu hoàng cũng sẽ không chơi quá trớn ồ coi như các ngươi thông minh bản tông chủ miễn cưỡng làm bù hộ mệnh cho các ngươi đi. còn muốn bản tông chủ làm gì nữa thì các ngươi thực sự nghĩ nhiều rồi. từ bây giờ trở đi, bản tông chủ chính là một con cá mạng hoàn toàn ra khỏi mê cung, nhìn về phía trước lại là một vùng đất hoang vu, cỏ dại vô số, mênh mông vô bờ. theo lời của khí quân đại nhân bọn họ, người càng mạnh thì thế giới nhỏ tự tạo càng lớn. Vậy thì nói theo kích thước thế giới nhỏ mà bọn họ nhìn thấy bây giờ, nếu chủ nhân ban đầu của vọng thần điện còn sống thì Tu Vi nhất định đã vượt qua thượng chủ và nhân hoàng rồi. Chữ, vọng, của vọng thần, rốt cuộc là danh hiệu hay là thần vị, đi trên vùng đất hoang vu, những yêu thú truy sát ban đầu đều biến mất hết. Có vẻ như đều đi tìm tả thu bọn họ chơi rồi. Trương mặt cầu nguyện cho bọn họ có thể giữ được toàn thay. Đi được một lúc, liền có tu sĩ của thần cung nhìn thấy đủ loại binh khí một nát chôn vùi dưới đất cùng với không biết bao nhiêu bộ xương trắng chỉ cần đào vài cái là có thể thấy hàng ngàn bộ xương có cả to có cả nhỏ to nhất có thể dài hơn trăm trượng nhỏ nhất chỉ bằng ngón tay cái đây là chiến trường cổ đại khí quân đại nhân đưa ra phán đoán thậm chí còn có thể dựa vào xương trắng trên chiến trường để xem chúng là thứ gì có lời đồn rằng vực sâu có dị thú thiên vực có vạn tộc từng chủng tộc đều có thiên phú vượt xa con người là kẻ thù thực sự của loài người trương mạc nghe bên cạnh xen vào nói sau đó thì chúng đều chết hết rồi sao khí quân đại nhân gật đầu nói đúng vậy đều chết hết rồi có lẽ không chết chỉ là vực sâu bị phong ấn thiên vực bị ngăn cách nên không nhìn thấy nữa mà thôi dù sao thì cũng thua rồi thiên phú mạnh mẽ cũng chẳng ra gì trương mạc nói có ẩn ý nhưng rất tiếc không ai nghe ra kiếm ngô đại nhân tiếp lời con người có thể sống sót, vẫn là rất may mắn. Xem ra chủ nhân của vọng thần điện cũng là một trong những người hùng của loài người. Nói đến cuối, đại nhân kiếm ngô còn cố tình nâng cao giọng điệu một chút. Trương mạc nhìn trái nhìn phải, sau đó nói ngươi sẽ không nịnh hót chứ. Lời nịnh hót này của ngươi có chút cứng nhắc, không đủ khéo léo, bị vạch trần suy nghĩ, kiếm ngô đại nhân mặt dày nói ta đây là nói thật, đâu có ý nịnh hót gì. Người xưa có câu, con người giống như một cái thùng gỗ. Có tấm ván dài cũng có tấm ván ngắn. Rõ ràng, người xưa không ngờ đến bổn tông chủ. Nếu nhìn thấy bổn tông chủ, chắc chắn sẽ rất ngạc nhiên. Làm sao còn có một cái đĩa đựng thức ăn ở đây, trích từ chương 3318, nhật ký của ta, thiên địa vô thượng thánh ma, trương ma thần. Nói xong, kiếm ngô đại nhân thì thầm bên tai trương mạc cho chút thể diện, đừng có nói hết sự thật ra ngoài có lẽ nịnh hót một chút chủ nhân của vọng thần điện sẽ không làm phiền chúng ta nữa trương mặt trợn mắt hắn có thể khẳng định rằng kiếm ngô đại nhân đang nghĩ nhiều rồi ngươi có biết không đối tượng ngươi nịnh hót bản thân chính là cao thủ nịnh hót hạng nhất trình độ của ngươi thật mất mặt có công sức nịnh hót như vậy ngươi còn không bằng tìm vài người đến đây đào bới một chút biết đâu lại đào được thứ gì đó tốt hơn nữa lấy danh nghĩa thượng thần, ca ngợi anh hùng loài người, có phải hơi không coi trọng thượng thần rồi không? Có khả năng không, thượng thần năm đó bị chủ nhân của vọng thần điện, đánh cho đỏ mông. Lười nói với hắn, Trương Mạc vất tay cho phòng nhật thần sứ và khuê một thần sứ lại gần. Trương Mạc còn chưa kịp nói gì, đã thấy phòng nhật thần sứ và khuê một thần sứ đã chuẩn bị sẵn sẻn vàng. Mão nhật thần sứ, ngươi lại sắp ị nữa phải không? Ta sẵn sàng rồi trương huynh chọn chỗ đi mặt trương mạc không biểu cảm hai người phản ứng khá nhanh chỉ là hai người làm như vậy bản tông chủ đi được mới lạ nhịn đi tiếp tục nhịn đi trương mạc chỉ muốn họ đào bới tùy ý xem có thể tìm được gì không nâng tay chỉ về phía trước lời còn chưa kịp nói kết quả là lúc này phòng nhật thần sứ lại đột nhiên lên tiếng vôi cái đó là gì vừa nãy có thứ đó không không Ta thật sự nhìn thấy, Mão Nhật thần sứ chỉ cần một ngón tay đi ra. Khuê một thần sứ cũng đầy vẻ kinh ngạc. Trương mạc trợn mắt nhìn về hướng mình chỉ, trong lòng cũng thốt lên một tiếng chửi thề. Ngay theo hướng hắn chỉ, không hiểu sao lại xuất hiện một tòa thành trì. Còn không phải là phế tích, mà là một tòa thành cổ vô cùng hùng vĩ. Vừa nãy rõ ràng không có thứ này, sao lại đột nhiên xuất hiện một thứ lớn như vậy nếu vẫn luôn ở đây mà lúc này đám người họ mới phát hiện ra thì đúng là mù mắt rồi từng có chuyện gì không ổn mão nhật thần sứ ngươi có phát hiện được gì không khí quân đại nhân và kiếm ngô đại nhân cao mày càng có chuyện lạ càng nguy hiểm trương mạc âm thầm thu tay lại hắn biết cái rắm gì chứ điều duy nhất hắn biết là chắc chắn lại là do tiểu hoàng gây ra bên trong chắc chắn lại là đủ loại bẫy thôi nhưng phải đi thôi nếu không đi, tiểu hoàng lại trách hắn. Trương Mạc cao giọng nói vào xem thử đi. Ngươi chắc chứ, Mão Nhật thần sứ, đừng đùa như vậy. Khí quân đại nhân và kiếm ngô đại nhân rất lo lắng. Trương Mạc lại đáp là phúc thì không phải họa, là họa thì liền là họa, 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 họa. Thành phố bí ẩn, nhìn là thấy có ma. Nhưng Trương Đại thần sứ đã nói vào, thì mọi người chỉ có thể cắn răng đi vào. Đến trước cổng thành, mọi người đột nhiên đều ngây người người khổng lồ canh gác to lớn ở cửa đủ loại yêu thú đi lại trên phố trong thành những con người có hình dạng khác nhau còn có những ngôi nhà bằng gỗ khổng lồ trông giống như kiến trúc thời xa xưa ơ ờ, là ảo ảnh à chắc chắn là ảo ảnh chẳng lẽ còn là thật sao đây là thành phố cổ đại sao còn có cả con người thời xa xưa khí quân đại nhân và kiếm ngô đại nhân liên tục khen ngợi các tu sĩ thần cung cũng là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng như vậy đều dừng lại để quan sát đi thôi trương mạc vẫn tiếp tục đi về phía trước nhưng bị khí quân đại nhân kéo lại đi cái gì mão nhật thần sứ ngươi còn chưa nhận ra sao đây là ảo ảnh thực sự là cấm chế là cái bẫy hại người nếu vào thật thì trúng kế rồi trương mạc gật đầu tỏ ý ngươi nói đúng nhưng đó là các ngươi trúng kế liên quan gì đến bổn tông chủ bổn tông chủ sẽ không trúng kế đâu trương mạc giơ tay lên ngẩng đầu nói bình tĩnh câu trả lời bá đạo này ánh mắt tự tin nụ cười đùa cợt không hiểu sao lại khiến mọi người vô cùng tin tưởng phòng nhật thần sứ và khuê một thần sứ lập tức thẳng lưng lên vài phần tiến lại gần trương mạc hơn cái gọi là cứ tiến lại gần một chút là có thể đi theo dũng cảm thêm một chút thì không có ảo ảnh nào cả giả vờ chưa đủ đáng tiếc khí quân đại nhân không dễ bị lừa như vậy hắn còn muốn nói thêm điều gì đó nhưng lại nghe kiếm ngô đại nhân bên cạnh nói te là không vào cũng không được rồi mọi người nhìn phía sau xem nói như vậy mọi người vội vàng quan sát xung quanh ngay lập tức nhìn thấy bên ngoài thành vốn hoang vu lúc này nhanh chóng trở nên tràn đầy sức sống và từng bóng người xuất hiện những con phố lát đá dưới chân xuất hiện vô số đám đông như ma quỷ bắt đầu đi qua bên cạnh mọi người. Tiếng ồn ào lập tức truyền vào tai, mọi người đều mang vẻ kinh hoàng. Xem ra muốn đi cũng không được rồi. Đã vào ảo ảnh, khí quân đại nhân và kiếm ngô đại nhân sắc mặt khó coi. Sau đó hai người đều nhìn trương mặt nói mão nhật thần sứ, vào đó sẽ nguy hiểm không, mão nhật thần sứ, không vào không được sao. Lúc này có thể quay đầu không, câu hỏi của hai người khiến trương mặt rất khó trả lời nguy hiểm, chắc chắn là có rồi, không nguy hiểm, tiêu hoàng tốn nhiều công sức như vậy, dựng cấm chế này để làm gì? Nhưng bổn tông chủ không thể nói thật với các ngươi được. Làm thế nào đây, trương mặt suy nghĩ một lúc rồi nói nguy hiểm thì chắc chắn sẽ có. Nhưng, cái nhân này nó không nhất định là nguy hiểm. Còn về việc có vào hay không, ta thấy vẫn nên vào. Bởi vì nếu ngươi không vào thì không vào được. Nói tóm lại, nói chung đạo lý là như vậy các ngươi có hiểu không mọi người có mặt đều ngơ ngác họ hiểu được mới là lạ ngươi nói vòng vo như vậy ngươi bị bệnh à khí quân đại nhân nhất thời muốn phát tác cũng may có đại thông minh đang dự thính đã hiểu khuê một thần sứ tiếp lời nói mão nhật thần sứ ý của ngươi là nguy hiểm này hắn phải trải qua nếu không sẽ không thể đi vào chỗ sâu bên trong vọng thần điện phải không trương mạc nghe điều này ngay lập tức gật đầu May là ngươi hiểu tốt, bổn tông chủ cũng không biết thế nào hồ lộng, ngươi ngược lại tìm lý do tốt cho bổn tông chủ. Không sai, bổn tông chủ chính là ý này. Trương Mạc cười nhìn khuê một thần sứ, trong mắt mang theo ý cười, phản phất lần thứ nhất ngửi được cái rắm thơm. Phòng nhật thần sứ, khí quân đại nhân, kiếm ngô đại nhân đều nhìn khuê một thần sứ mà kinh ngạc. Mọi người đều biết, trí tuệ của khuê một thần sứ này, cơ bản tương đương không có có trí tuệ được rồi người ngu vạn sự không lo đôi khi cũng có ích phòng nhật thần sứ cũng khen ngợi trí tuệ thông minh chiếm ưu thế a à, khuê một thần sứ cũng cười rất vui vẻ liên tiếp vẫy tay theo lâu với mão nhật thần sứ cũng hơi dính chút trí tuệ trương mặt cười gật đầu cái này không phải là dính trí tuệ cái này là dính mỡ lợn tốt lắm hôm nay thực sự tốt bình thường hận không thể hốt hết phân của bổn tông chủ hôm nay ra sức thế này thật thoải mái a à lần sau khi bổn tông chủ đi ị, sẽ gọi ngươi đầu tiên, vậy thì không còn cách nào khác. Đi vào đi, không, không thể đi hết, để lại một phần ở bên ngoài để tiếp đón. Khí quân đại nhân vẫn có chút không quá yên tâm, vì vậy lưu lại một bộ phận tu thần cung sĩ. Trương Mạc nhìn những người bị lưu lại, lại thở dài một tiếng. Hắn thở dài đám người này lưu lại, tiểu hoàng không đụng đến bọn hắn. Nhưng theo những tu sĩ thần cung này xem ra, mão nhật thần sứ đang làm gì là cảm giác đến bọn hắn sắp chết đến nơi rồi sao ai nha ngươi đừng như vậy chứ mão nhật thần sứ đại nhân ngươi làm cho chúng ta có chút hoảng phân đội hoàn tất trương mạc dẫn đầu nhanh chân đi thẳng về phía trước đổi lại ngày thường trương mạc mới không có lớn mật như thế nếu không ở cuối cùng của đội ngũ là không đi vào đâu nhưng bây giờ nha nói vọng thần điện là địa bàn của mình cũng không có gì phân biệt sợ cái gì đi vào là được nhìn thân ảnh trương mạc đi ở trước nhất đám người khí quân đại nhân cùng kiếm ngô đại nhân đều âm thầm gật đầu ai nói trương lão bác sẽ chỉ ở đằng sau âm người nhìn xem đảm phách này đây mới gọi là hữu dũng hữu mưu đến trước cửa thành thủ vệ cự nhân trực tiếp ngăn lại đám người trương mạc nhân loại dừng bước cự nhân thân như đá lũy cao ba trượng đao kiếm dựng thẳng ngăn lại đường đi tiếp theo lại nhìn kỹ đám người trương mạc vài lần mới nói người thuần huyết vào thành cần thủ quy cũ. Nội thành đẳng cấp rõ ràng, gặp tôn muốn bái, gặp mạnh cần quỳ. Các ngươi thân là người thuần huyết, chính là ngũ đẳng. Trương Mạc có chút nghe không hiểu. Tiểu Hoàng làm cái gì thế, toàn bộ thành, còn làm cho phức tạp như vậy, đây không phải khảo nghiệm văn hóa của bổn tông chủ sao, cũng may khí quân đại nhân còn có thể nghe hiểu, ở bên nói nghe nói nhân loại của đại địa vị thấp, hôm nay gặp mặt này của đại huyển cảnh, quả là thế kiếm ngô đại nhân nói ngũ đẳng liền ngũ đẳng chớ làm loạn viễn cảnh có quy cũ là chuyện tốt trước khi không có tìm được phương pháp phá giải thủ quy cũ là được trương mạc nghe được gật đầu sau đó nói đi ngũ đẳng liền ngũ đẳng thụ ấn cự nhân bỗng nhiên xuất ra một đại ấn duỗi ra tới đám người trương mạc ý kia là chính các ngươi tiến lên đóng ấn từng người không có cách mọi người chỉ có thể từng người tiến lên trương mạc cũng không sốt ruột nhìn xem mọi người đóng không sai biệt lắm lúc này mới cười tiếng lên đồng thời hỏi thấp nhất đến bao nhiêu cự nhân nhìn hắn một cái nói ngủ đẳng tốt lắm sắc mặt trương mặt lập tức hơi khó coi ý gì tiến vào thành bổn tông chủ là địa vị thấp nhất tiểu hoàng võ cây ngươi là lại ngứa à trương mặt một mặt khó chịu vương tay chuẩn bị đóng ấn mà nhưng vào lúc này thân thể cự nhân bỗng nhiên dừng lại một chút bản thân ta nói rằng, lời tục tiểu chỉ có thể nói. Miệng mới có thể trở nên sạch sẽ, trích từ chương 5195, nhật ký của ta, thiên địa vô thượng thánh ma, trương ma thần. Lúc này đây, bên phía tiểu hoàng, đã vội vàng thông qua tinh thạch khống chế được người khổng lồ ở cửa. Trong miệng còn lẩm bẩm chửi rủa mẹ kiếp, ảo cảnh phù sinh này của ngươi khó khống chế quá. Bộ xương trên người tiểu hoàng phát ra ánh sáng đỏ, rồi đáp lại ảo cảnh phù sinh là một trong những kiệt tác của ta mục đích là để tạo ra một thành trì chân thực hơn cả thực tế với thực lực của ngươi muốn khống chế quả thực có phần khó khăn ai lúc đầu ta còn nghĩ nếu một ngày nào đó ta chết ta sẽ xóa sạch ký ức của mình để linh hồn của mình ở lại trong ảo cảnh phù sinh luân hồi đáng tiếc giả thì mãi mãi là giả tiểu hoàng nói đừng than thở nữa nhanh nói cho ta biết làm sao để ta kết nối với người khổng lồ này nó không phải là xác chết chỉ là tàn hồn biến đổi ta làm sao khống chế nó được nhanh lên nếu ta dám để lão già trở thành con người hạ đẳng nhất trong thành hắn sẽ bẻ gãy hết cành cây của ta bộ xương đáp lại nắm chặt tinh thạch ý thức chìm vào đồng thời nắm bắt được điểm sáng của cấm chế là được đúng rồi được rồi theo sự chỉ dẫn của bộ xương cuối cùng tiểu hoàng cũng có thể điều khiển người khổng lồ bằng ý thức Tại cửa thành, người khổng lồ ngẩn người một lúc. Bỗng nhiên trước mặt vô số người bên ngoài thành, nó kinh ngạc kêu lên với trương mạc vô. Ngươi không phải là con người thuần chủng, ngươi lại có huyết thống kỳ lạ, trương mạc nghe đến há hốc mồm. Cái gì cơ, sao bản tông chủ lại không phải là con người thuần chủng, ngươi nói bậy bạ, bản tông chủ còn thuần khiết hơn cả thuần khiết. Thuần khiết hơn tám đời nhà ngươi, nhìn kỹ lại đôi mắt gian xảo của người khổng lồ, trương mạc đột nhiên phản ứng lại. Ngươi là tiểu hoàng phải không? Ngươi lại bày trò gì vậy? Không ổn, sắp có chuyện rồi. Trương mặt lập tức phản ứng lại, tên tiểu hoàng này không ra gì, chắc chắn hắn lại định bày trò. Quả nhiên, tiểu hoàng điều khiển người khổng lồ nói để ta xem kỹ nào. Trời ơi, hóa ra là máu thiên trư, máu lợn, máu lợn, trương mặt lập tức tái mặt. Lợn con mẹ nhà ngươi, đây là đang bôi nhỏ danh tiếng của bản tông chủ trước mặt mọi người. Đồ nghịch tử, ngươi chờ đấy các tu sĩ thần cung có mặt đều nghe mà ngây người cái gì mão nhật thần sứ đại nhân vậy mà lại không phải là con người thuần chủng còn mang trong mình máu lợn phòng nhật thần sứ vỗ đùi một cái nói thảo nào trương huynh không cần lực lượng của mão nhật thần sứ còn cố tình giết chết thất hỏa thần sứ hóa ra là đang chờ lực lượng của lợn Khuê một thần sứ trừng mắt nói đồ đừng nói đừng nói ngươi vừa nhắc đến trong nháy mắt đã hợp lý rồi thật là tâm cơ âm trầm đây gọi là tính toán vô phương, phòng nhật thần sứ và khuê một thần sứ đều tỏ vẻ hiểu biết. Khí quân đại nhân và kiếm ngô đại nhân cũng tỏ vẻ bừng tĩnh. Đúng vậy, có trò hay, có trò hay, hóa ra là có mối liên hệ như vậy. Hai người cứ như lần đầu tiên nhìn thấu được mánh khóe của trương lão bác, nụ cười trên mặt vô cùng đê tiện, trong mắt trương mạc, đó là vô cùng xấu xí. Làm gì vậy, các ngươi không thể tin thật chứ. Thiên trư là cái gì vậy? Trên đời có thứ này sao? Danh tiếng tốt đẹp của bản tông chủ này giờ thì hỏng bét rồi. Nghiến răng nghiến lợi, Trương Mạc nhìn người khổng lồ nói: "Ngươi đúng là biết nhìn thật." Dường như nghe ra Trương Mạc hơi tức giận, Tiểu Hoàng vội điều khiển người khổng lồ nói: "Không phải con người thuần chủng, tứ đẳng." Đổi một con dấu khác, vội vàng đóng lên người Trương Mạc. Đáng lẽ phải đóng vào cánh tay, kết quả là Tiểu Hoàng có lẽ thấy Trương Mạc tức giận, sợ đến mức tay hơi run người khổng lồ lại không dễ điều khiển lắm, thế nên đóng, bốt, một cái, đóng luôn vào mặt trương mạc. Con dấu đỏ tỏa sáng, khiến mặt trương mạc trong nháy mắt biến thành mông khỉ. Thấy mình làm hỏng, tiểu hoàng vội vàng rút lui, người khổng lồ đứng trở lại. Mẹ kiếp! Trương mạc suýt nữa thì chửi ầm lên, nhưng may là nhịn được. Người khổng lồ bên cạnh cũng thu đao lại, ra hiệu cho họ có thể vào rồi, đừng chắn đường ở đây nữa phòng nhật thần sứ và khuê một thần sứ vội vàng tiến lên lại nhìn trương mạc thêm mấy lần phòng nhật thần sứ nhịn cười nói trương huynh thế là huynh thành tứ đẳng rồi lợi hại thật khuê một thần sứ cũng nói theo tứ đẳng còn phải đóng vào mặt may mà ta không phải trương mạc thầm chửi thề không muốn nói chuyện liếc khuê một thần sứ một cái đột nhiên khuê một thần sứ cho rằng mình nói sai nhìn sắc mặt trương mạc nói mão nhật thần sứ dù mặt ngươi đỏ hơn mông khỉ cũng không che giấu được vẻ đẹp trai của ngươi. Trương mặt giật giật khóe miệng nói có muốn nhường cho ngươi không, khuê một thần sứ liên tục lắc đầu nói không cần, không cần, không cần. Trương đại thần sứ không nói nên lời. Viết thơ, ta muốn viết một bài thơ. Tổng cộng có bốn câu. Đây là câu thứ ba. Được rồi, viết xong rồi. Trích từ chương 5236, nhật ký của ta, thiên địa vô thượng thánh ma trương ma thần khuê một thần sứ ngươi không biết nịnh nọt thì đừng cố nịnh nọt bước vào thành không lâu sau toàn bộ thành cổ đều hiện ra trước mắt mặc dù mọi người đều biết chỉ là ảo cảnh nhưng vẫn bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc những ngôi nhà bằng gỗ khổng lồ còn có thể tự di chuyển những khu chợ bằng đá thỉnh thoảng lại có tiếng nổ vang lên những con yêu thú khổng lồ bán mình ngay trên phố ban đầu trong chúng rất nhỏ bé đáng yêu nhưng chỉ cần có người cho ăn muốn dắt chúng đi ngay lập tức chúng sẽ to lớn hơn biến thành một con quái thú khủng khiếp sau đó một ngụm nuốt chửng người mua ai mua thì ăn thịt người đó rồi chờ kẻ xui xẻo tiếp theo thật lợi hại còn có đủ loại đánh nhau khắp phố đều là chiến đấu thậm chí đánh nhau đánh nhau còn ảnh hưởng đến người khác một đám người đều tham gia vào đánh nhau Kỳ lạ nhất là, thủ phạm là hai tên trông giống như nước mũi, chúng đánh nhau đánh nhau rồi lại hòa làm một, biến thành một cục nước mũi to, sau đó lại bỏ đi. Thế giới thời xa xưa là như vậy sao? Kiếm Ngô đại nhân vẻ mặt kinh ngạc. Khí Quân ở bên cạnh nói con người thời cổ đại có địa vị thấp kém, nếu muốn leo lên, họ chỉ có thể lựa chọn cống hiến hết mình cho tất cả các chủng tộc trên thiên vực hoặc cho quái thú trong vực sâu. Hôn nhân khác giới xuất hiện con người với nhiều huyết thống khác nhau đó là lý do tại sao ngươi trông rất kỳ lạ người ta nói rằng ở thời xa xưa huyết thống rất quan trọng càng không phải nhân loại thuần chủng địa vị càng cao phía trên nhất là vạn tộc thiên vực cùng dị thú dưới vực sâu mão nhật thần sứ xem ra tổ thượng ngươi cũng là tồn tại đã đầu quân cho dị thú dưới vực sâu giống như long quân trương mạc rất muốn phản bác nhưng vẫn nhịn được ai giống long quân chứ đây hoàn toàn là tiểu hoàng bịa đặt được rồi được rồi đi thôi đi thôi trương mạc bước lớn về phía trước những người khác cũng chỉ có thể đi theo lúc này không ai biết phải làm sao để thoát khỏi ảo cảnh này đi sâu vào vọng thần điện nhưng họ đều biết rằng đi theo trương đại thần sứ chắc chắn là đúng loại chuyện này không cần họ lo lắng nhưng họ không biết rằng trương mạc càng không biết phải ra ngoài như thế nào hắn tiến về phía trước, đơn thuần chỉ là để đi dạo trong ảo cảnh, xem tiểu hoàng muốn làm gì mà thôi. Người thì ta đã đưa vào cho ngươi rồi, còn lại thì ngươi tự lo liệu nhé. Đừng có bị đặt về bản tông chủ này nữa. Kẻ dám bị đặt về bản tông chủ là heo ma, đã bị bản tông chủ tiêu diệt rồi. Thành lớn phồn hoa. Liếc mắt nhìn, toàn bộ hơi thở của thời đại viễn cổ ùa đến. Trong khoảnh khắc mơ hồ, mọi người đều cảm thấy mình thực sự đã xuyên không trở về thời viễn cổ ngay cả khí quân đại nhân và kiếm ngô đại nhân cũng thật sự có chút phân biệt không rõ những thứ này là thật hay giả nói là cảnh ảo nhưng những thứ bên trong thật đến không thể thật hơn kết cấu của tòa nhà mùi gió thậm chí là từng con yêu thú dưới phố đều rõ ràng từng chi tiết rõ ràng với trình độ của khí quân đại nhân và kiếm ngô đại nhân không thể tạo ra cảnh ảo như thế này càng không tìm ra cách phá vỡ cảnh ảo này vì vậy khí quân đại nhân thậm chí còn cố ý lén thả nguyên khí thử nghiệm tòa nhà trong thành đồng thời còn đích thân ra trận cố ý khiêu khích một con yêu thú trong thành đánh cho nó một trận kết quả mọi thứ đều bình thường giống như bên ngoài yêu thú khóc rất có nhịp điệu mắng lớn tiện dân ngủ đẳng thế mà dám đánh mình lập tức đi tìm yêu thú khác đến đòi lại công bằng vuốt chỉ vào khí quân vẻ mặt bi phẫn, như thể đang nói đừng đi, ai đi là chó con, đợi ta gọi anh cả đến. Khí quân đại nhân thực sự muốn đợi, trương mặt vội vàng gọi kiếm ngô đại nhân kéo hắn đi. Đừng mất mặt được không, cho dù là trong cảnh ảo, bị đánh cũng không tốt. Huống hồ, đánh với một con chó lớn, hắn cũng không được coi trọng. Khí quân đại nhân bị gọi đi, sắc mặt lại vô cùng khó coi. Bây giờ hắn có thể khẳng định, cho dù là thượng chủ đích thân đến e rằng cũng không thể tìm ra sơ hở rời khỏi cảnh ảo này phiền phức rồi cảnh ảo này có thể căn bản là không có lối ra lực lượng bình thường căn bản không thể phá vỡ cảnh ảo này tình hình này còn đáng sợ hơn cả rừng kinh hoàng nếu không phá được rất có khả năng sẽ mãi mãi bị nhốt ở nơi này không nên vào dễ dàng như vậy cho dù thành này có thể thông đến nơi sâu trong vọng thần điện cũng không nên hấp tấp như vậy nói vào là vào thôi đừng nói những lời bất lợi cho sự đoàn kết này nữa bây giờ nên nghĩ cách vượt qua nơi này để đến nơi sâu trong vọng thần điện đi hỏi trương lão bác đi hắn bảo mọi người vào hắn hẳn là có cách nói xong khí quân đại nhân và kiếm ngô đại nhân đều nhìn chằm chằm vào trương lão bác trương mặt lúc này đang mua đồ ăn bên đường hắn rất muốn xem thành trì thời viễn cổ bán những món ăn ngon gì thịt màu xanh này hơi thú vị nếu nướng chín thêm một chút thì tốt, phải nói là, mùi vị thật không tệ. Chỉ là trả tiền hơi có vấn đề, mua bán thời viễn cổ, thế mà lại thu tinh thạch, may mà bản tông chủ cũng có. Cảnh ảo còn có thể ăn thịt, cảm giác không tệ, trương mạc cũng quay đầu nhìn về phía khí quân đại nhân và kiếm ngô đại nhân. Mão Nhật thần sứ, có thể nói cách vượt qua nơi này, đến nơi sâu trong vọng thần điện không, ánh mắt của hai người đều rất sắc bén, như thể nếu Trương Mạc không nói được lý do, hai người họ sẽ đánh rắm vào mặt Trương Mạc. Trương Mạc liên tục gật đầu nói gồ, sao lại vội vàng như vậy? Nói lớn tiếng như vậy, vừa rồi các ngươi nói gì ta đều nghe thấy, yên tâm đi. Trương Mạc tỏ vẻ không muốn giải thích. Cũng không phải hắn cố ý che giấu, hắn là thật sự không biết. Đáng tiếc, khí quân đại nhân không định để hắn qua loa như vậy. Tiến lên một bước, khi quân đại nhân nói chuyện liên quan đến tính mạng của mọi người, Mão Nhật thần sứ, ngươi vẫn nên tiết lộ cho chúng ta một chút đi. Tiết lộ, ngũ quan của trương mạc gần như nhăn nhúm lại. Có muốn ta tiết lộ cả quần lót cho các ngươi không? Nghĩ gì vậy, có thể tùy tiện tiết lộ sao? Hơn nữa, bản tông chủ muốn tiết lộ thì cũng phải có thứ để tiết lộ chứ. Không thể nói, không thể nói được, trương mạc bất lực đáp lại. Chỉ nhìn biểu cảm của hắn, còn tưởng hắn có nỗi khổ không thể nói khí quân đại nhân trừng mắt nhìn trương mạc nói không thể nói cũng phải nói trương mạc đột nhiên cảm thấy lão già này hơi quá đáng sao vậy còn ép bản tông chủ nữa à tin hay không bản tông chủ thôi bỏ đi bản tông chủ cũng chẳng làm được gì quay đầu trương mạc nhìn người lợn đầu heo bán thịt nói ngươi biết cách đi đến sâu trong vọng thần điện không trương mạc hỏi vậy là có ý muốn tiểu hoàng mau đến giúp hắn giải vây bản tông chủ đã bị dồn đến chân tường rồi. Mau đến giúp bản tông chủ đi, kết quả người lợn đầu heo trực tiếp vừa kêu ủng ỉn vừa nói muốn vào sâu trong vọng thần điện, hãy chờ ở đây để ngủ giới tôn giả triệu kiến. Nói xong, người lợn đầu heo cúi đầu xuống, không nói gì nữa. Tất cả các tu sĩ thần cung có mặt tại đó đều kinh ngạc. Chết tiệt, người bán hàng trong bên đường lại trả lời được. Trương Mạc nhìn kỹ người lợn đầu heo này vài lần, ngươi là tiểu hoàng sao, Diễn xuất của Tiểu Hoàng bây giờ được lắm, không tệ không tệ, suýt nữa thì lừa được cả bản tông chủ. Sắc mặt khí quân đại nhân đột ngột thay đổi, thì ra hỏi đại là biết luôn à, vậy tại sao Trương lão bác ngươi không tự giải thích, còn, không thể nói gì chứ? Có đáng tin không? Khí quân đại nhân lại hỏi. Trương Mạc gật đầu nói tin là được rồi. Nói xong, Trương Mạc lại kéo một người xấu hơn trên đường, hỏi cùng một câu hỏi. Kết quả cũng là câu trả lời tương tự muốn đi sâu vào bên trong, chỉ có thể đợi ngũ giới tôn giả triệu kiến. Khí quân đại nhân còn muốn hỏi làm thế nào để ngũ giới tôn giả triệu kiến. Kết quả là một nam tử một mắt đi ngang qua, tiện tay đưa cho hắn một tấm da không biết là gì. Trên đó viết 10 ngày sau, ngũ giới tôn giả sẽ đến, sẽ chọn một số người giúp đỡ, đi đến sâu trong vọng thần điện. Bên dưới còn có lời bình. Hoan nghênh mọi người tích cực đăng ký đăng ký ngay bây giờ, có thể có được tư cách mua ảnh chân dung có chữ ký của ngũ giới tôn giả trước. Đính kèm 8 viên pha lê 8 viên kim cương, ai đến trước được trước. Mua ngay hôm nay, không cần 98.000, chỉ cần 9.800, chỉ cần 998. 998, ảnh đẹp của ngũ giới tôn giả mang về nhà. Mau đến đăng ký đi, đừng do dự nữa, khí quân đại nhân nhìn đến nổi mắt cũng trợn tròn đây cũng là từ thời cổ đại sao. Trông có vẻ không đúng lắm, Trương Mạc chỉ nhìn thoáng qua, liền biết, chắc chắn lại là tiểu hoàng bày trò. Ngươi thực sự không sợ bị lộ, ngày nào cũng theo lão lý bọn họ, học được toàn những thứ này. Thật quá đáng, ngoài ra, ngươi có chắc chắn rằng ngủ những tôn giả đẹp trai không? Có lớn không, khụ khụ, Trương Mạc khẽ ho hai tiếng, sau đó tiếp nhận, quảng cáo, nói tiểu tử thời cổ đại cũng viết không tệ. Khí quân đại nhân không để ý đến những lời ở bên dưới, chỉ chỉ vào những lời ở bên trên nói 10 ngày sau, tức là chúng ta ít nhất phải ở trong ảo cảnh này 10 ngày. Đây rõ ràng là thủ đoạn nhốt chúng ta ở đây. Khí quân đại nhân nói đúng, không sai, sự thật chính là như vậy. Kiếm ngô đại nhân cao mày nói đe rằng không chỉ là nhốt, còn có thủ đoạn khác. Nhưng chúng ta cũng chẳng có cách nào tốt hơn. Nhưng cũng không thể thật sự đợi 10 ngày chứ. Khí quân đại nhân nghiến răng nói. Trương Mạc lúc này giơ tay nói không chắc, có lẽ không phải 10 ngày. Khí quân đại nhân lập tức hỏi ngươi có cách sao? Nói mau Trương lão bác, ta sốt ruột lắm rồi. Trương Mạc chỉ vào quảng cáo, nói không phải trước tiên phải đi đăng ký sao? Không biết có phải là ảo giác không? Bản tông chủ cảm thấy từ khi Tiết Tháo biến mất, cuộc sống thuận lợi hơn nhiều. Trích từ chương 4787 nhật ký của ta thiên địa vô thượng thánh ma trương ma thần một bên khác tiểu hoàng vừa nhìn động tĩnh của bọn người trương mạc trong tinh thạch vừa chỉ huy những nhân vật quan trọng khác nhanh chóng vào vị trí lần này phải lột sạch bọn chúng khi két két tiểu hoàng cười vui vẻ bộ xương vẫn đang ở bên cạnh đưa ra ý kiến nhân vật ngũ giới tôn giả này không tệ ngươi có định đích thân đến không tiểu hoàng cười nói chuyện thú vị như vậy đương nhiên phải do bản thiếu chủ đích thân đến. Đá biến hình đã vào vị trí chưa, nhanh lên nào, trong tinh thạch, một nhóm yêu thú đang chuyển đồ đến huyễn cảnh phù sinh. Mười ngày không chỉ để cho các tu sĩ thần cung, cướp bảo, thật tốt, mà còn để dành thời gian cho tiểu hoàng bọn người. Vấn đề lớn nhất của cảnh giới này là khi tạo ra, bộ xương đã không cho nó bất kỳ khả năng tấn công đặc biệt nào. Đừng nhìn những yêu thú bên trong có vẻ rất lợi hại thực ra đều là những thứ được cải tạo từ tàn hồn thực lực cũng chỉ như vậy nếu đám người thần cung này liều mạng chưa chắc không thể phá hủy toàn bộ thành trì trong phù sinh huyễn cảnh như vậy thì không vui rồi mặc dù vậy họ cũng không thể ra ngoài được trong nhất thời ngắn nhưng nếu không thể thì đừng như vậy bây giờ tiểu hoàng muốn đưa vào đó một chút sức chiến đấu vào vị trí các nhân vật đều phải vào vị trí bao gồm cả những yêu thú này còn có cả những thứ được vận chuyển đến ảo ảo thực thực thật giả kết hợp với nhau thế mới là thú vị chứ bộ xương lại hỏi ngươi còn muốn cải tạo lệnh cấm trong cảnh giới không định dùng cách nào để đối phó với chúng tiểu hoàng cười nói không phải đã nói rồi sao ngũ giới tôn giả vậy thì đương nhiên phải mở ngũ giới để chúng tuân thủ một số quy tắc tránh để cá chết lưới rách ý tưởng hay chia để trị bộ xương khen ngợi Tiểu Hoàng nói hay là kéo những người khác vào cùng đi. Ta xem những kẻ xui xẻo đó chạy đi đâu rồi, Tiểu Hoàng tìm một vòng, cuối cùng cũng nhìn thấy bọn người tả thu. Đám xui xẻo này, thế mà vẫn còn loanh quanh trong mê cung. Chúng không phải là không có cách thoát ra, chỉ là vừa định chạy ra ngoài thì đen đuổi thay, lại bị cả nhà bọ hung bắt được. Suýt chút nữa thì trực tiếp trở thành phân mới. Bọn người tả thu bất đắc dĩ chỉ có thể quay trở lại mê cung bây giờ nhìn lại có vẻ hơi cùng đường rồi tiểu hoàng thấy họ thảm thương như vậy cuối cùng cũng phát lòng tốt mê cung lại biến đổi trực tiếp lộ ra lối đi tiện thể gọi đám yêu thú đang truy đuổi chúng đi luôn không cần thiết phải chơi đoán sự sống chết với chúng nữa ván tiếp theo thú vị hơn nhé lần này tất cả các lối đi trong mê cung đều có thể rời khỏi mê cung nếu bọn người tả thu không đi ra ngoài được vậy thì họ cứ về nghĩa trang đào một cái hố rồi tự chôn mình đi là xong đến đi đến đi đến chơi đi trong mê cung bọn người tả thu nhìn thấy những bức tường xung quanh lại biến đổi ít nhiều cũng có chút tuyệt vọng mê cung này khó hơn nhiều so với tưởng tượng và nếu mê cung phức tạp và không tìm được lối ra ngươi vẫn có thể dùng sức vượt trí thậm chí lao ra bất chấp giới hạn nhưng vấn đề mấu chốt là trong mê cung còn có một đám yêu thú đuổi theo bọn họ cảm giác này quả thật khó chịu muốn chạy trốn không chỉ phải đối mặt với cấm chế mà còn phải đối mặt với yêu thú chặn đường ngươi có thể vừa mở ra một con đường kết quả là hai con yêu thú mông to ngồi xuống ngươi phải đổi hướng không nói đến việc lãng phí thời gian còn đặc biệt nguy hiểm cho đến bây giờ vô cực minh cũng vậy kiếp điện cũng vậy số người thiệt mạng đã không ít tiếp tục dò đường lúc này tả thu vừa mới trốn thoát khỏi sự truy đuổi của yêu thú lại cử tu sĩ dò đường ban đầu còn tưởng rằng lần này vẫn là kết quả không tốt thậm chí tu sĩ dò đường cũng chưa chắc đã có thể trở về nhưng không ngờ không lâu sau tu sĩ đó mang theo một trận gió mạnh chạy nhanh trở về đại nhân lối ra phía trước chính là lối ra cái gì nghe vậy tả thu lập tức đứng dậy vội vàng dẫn người chạy một mạch không lâu sau bọn người tả thu thấy mình thực sự đã thoát khỏi mê cung đằng sau cũng không có yêu thú nào đuổi theo trong nháy mắt tả thu có chút rưng rưng đoạn đại nhân bên cạnh đều cảm thán trời không tuyệt đường sống của chúng ta tả thu càng lớn tiếng mắng trương lão bác còn muốn diệt chúng ta hắn nằm mơ đi đúng vậy nếu trương lão bác biết chúng ta có thể thoát ra như vậy hắn sẽ phải tè ra quần đoạn đại nhân cũng ngẩng đầu nói Trương lão bác, ngươi chờ đó, chúng ta sẽ nhanh chóng đuổi kịp ngươi, lúc đó chính là ngày chết của ngươi. Giọng nói của tả thu tiếp tục vang lên, không chỉ để tự cổ vũ mà còn để mọi người tin tưởng. Có người nói, trên đời không có việc gì khó, chỉ sợ lòng người không bền. Trước khi câu nói này xuất hiện, bản tông chủ chỉ là một kẻ lười biến đơn thuần. Bây giờ lại còn trở thành một kẻ vô tâm. Trích từ chương 3158, Nhật ký của ta thiên địa vô thượng thánh ma, trương ma thần. Trương lão bác kia không quá đáng sợ, điều đáng chỉ sợ của mình nhận thua. Đại nhân, phía trước. Bỗng nhiên, thám tử lại lên tiếng. Nghe lời thám tử, sắc mặt tả thu lập tức thay đổi. Phía trước sao rồi, trương lão bác có phục kích không, rút lui, nhanh rút lui, nói xong liền định chạy sang bên cạnh, vẻ mặt như vừa tè ra quần. May mà thám tử đã kéo hắn lại. Đại nhân, không phải, phía trước không có phục kích của thần cung. Nhưng xuất hiện một tòa thành, thành. Thành hoang sao? Tả Thu tiến lên vài bước, quan sát kỹ. Lúc này mới thấy một tòa thành sừng sững ở cuối tầm mắt, đồng thời dường như có thứ gì đó đang thay đổi nhanh chóng. Ảo cảnh, Tả Thu nhận ra ngay. Đoạn đại nhân nói lại là cấm chế, có nên vòng qua không? Tả Thu lập tức đáp, tất nhiên phải vòng qua, bất kỳ ảo cảnh nào, có thể không đụng thì đừng đụng không ai biết bên trong sẽ có thứ gì có lý đoạn đại nhân lập tức chỉ huy những người khác vòng qua tòa thành này nhưng ngay sau đó tả thu lại đột nhiên nghĩ ra điều gì đó không đúng e rằng nơi này không thể dùng tư duy bình thường để đối phó chúng ta ở trong mê cung chính là dùng tư duy bình thường suýt chút nữa bị nhốt chết may mắn thay mê cung thay đổi chúng ta đã đụng phải lối ra người đâu các ngươi đi điều tra tự mình xem dấu vết trên mặt đất xem rõ ràng xem người của thần cung có vòng qua tòa thành này không cho ta nghe vậy đoạn đại nhân vỗ tay tuyệt cứ theo bọn người trương lão bác mà đi là được trương lão bác xảo quyệt gian trá hắn sao có thể không nhìn ra đó là ảo cảnh chỉ cần xem hắn chọn như thế nào là được tả thu nói đúng vậy nhưng lần này chúng ta không thể tiếp xúc với trương lão bác nữa theo dõi hắn bám lấy hắn thúc đẩy hắn Cuối cùng, chặn hắn lại. Tả Thu làm một động tác chém người. Rõ ràng, chặn Trương lão bác là một trong những ước mơ của hắn. Cái mà không thắng được trên bàn chơi mạt trượt, đổi một ván khác hắn cũng phải thắng lại. Không lâu sau, thám tử báo cáo đại nhân đã xác nhận dấu vết, người của thần cung đã đi về hướng thành trì. Thật sự vào thành rồi, Trác Thu nhíu chặt mày. Đoạn đại nhân nói xem ra Trương lão bác định bụng xông vào hắn có bản lĩnh đó không? Tả Thu lắc đầu nói, nói người khác thì ta không chắc. Nhưng Trương Lão Bác, hắn còn là người sao? Theo dõi, theo dõi thôi. Phù sinh ảo cảnh. Địa điểm đăng ký ở trung tâm thành. Liếc nhìn, thấy một đám người đen nghịch. Người đăng ký không chỉ đông đúc mà còn có đủ các loại yêu thú kỳ lạ. Ở đây, đăng ký không phải xếp hàng. Mà là phân theo cấp bậc. Đúng vậy, chính là con dấu đóng ở cổng thành cho đến bây giờ trên mặt trương đại tông chủ vẫn còn ửng hồng nhất đẳng nhị đẳng có thể trực tiếp thông qua chỉ cần đăng ký tam đẳng tứ đẳng phải thể hiện thực lực đồng thời phải trải qua một số kỳ thi và chờ đợi mới có tư cách thảm nhất là ngũ đẳng tức là bọn người ký quân dường như ngay cả tư cách đăng ký cũng không có người ta căn bản không thèm tiếp đón tên ghi danh là một người nhiều mắt cái đầu to toàn là mắt căn bản không thèm nhìn thẳng vào họ chỉ bình tĩnh nói chuột nhắc ngũ đẳng đăng ký cái gì công giả không có thời gian tiếp rác rưởi câu nói này lập tức khiến bọn người khí quân đại nhân suýt nổ tung tại chỗ muốn đánh nhau kết quả là họ vừa định động thì tất cả yêu thú và vạn tộc có mặt đều dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn lại ngũ đẳng chuột nhắc các ngươi muốn làm gì muốn chết phải không vừa hay ta hơi đói nhưng các ngươi trông có vẻ không ngon lắm thịt già quá khí quân đại nhân thực sự không thể chịu đựng được nữa nhưng vẫn phải nhịn cắn răng hỏi chúng ta phải đăng ký có cách nào không người nhiều mắt cười đáp được chứ đi thăng cấp đi trong thành có nhiều nơi có thể giúp các ngươi thăng cấp chỉ cần các ngươi chịu hoàn thành thử thách của ngũ giới tôn giả là được tôn giả đối xử bình đẳng với mọi người vào thành cho dù các ngươi xuất thân thấp hèn tôn giả cũng sẽ cho các ngươi cơ hội nhưng ta phải nhắc nhở các ngươi, một khi thử thách bắt đầu, sẽ không có đường lui. Nếu các ngươi đồng ý tham gia thử thách, ta có thể đóng dấu cho các ngươi ngay bây giờ. Nghe xong lời này giống như là một cái bẫy. Quá trắng trợn, đây không phải là mời quân vào trồng sao, nhưng sự đã đến nước này, hình như không làm cũng không được. Khí quân đại nhân, kiếm ngô đại nhân, phòng nhật thần sứ bọn người lúc này đều quay đầu nhìn về phía trương mạc. Mão nhật thần sứ, Ngươi nghĩ thế nào, Trương Mạc ngẩng đầu, còn phải nói sao, tham gia, lời nói của Trương Mạc lập tức truyền cho họ dũng khí, khí quân đại nhân gật đầu, lập tức những người phía sau lần lượt tiến lên đóng dấu. Trương Mạc vẫn là người cuối cùng đóng dấu, nhưng có lẽ vì hắn là tứ đẳng nên người nhiều mắt tỏ ra khách sáo hơn hẳn. Vị tứ đẳng nhân tộc này, tên của ngươi, ta có thể viết trước cho ngươi. Bây giờ ngươi thể hiện năng lực của mình đi. Hay là đi cùng bọn họ để thăng cấp, Trương Mạc nhìn kỹ người nhiều mắt này, ngươi sẽ không phải là Tiểu Hoàng cố tình quấy rối chứ? Ôi, bản tông chủ nào có thời gian đó, còn phải chuyên môn đi hoàn thành thử thách gì chứ? Đó không phải là cái bẫy lộn xộn do Tiểu Hoàng ngươi bày ra sao, có thời gian đó, bản tông chủ còn không bằng về ngủ. Trợn mắt, Trương Mạc bình tĩnh nói cho xem đi. Nghe vậy, người nhiều mắt lập tức bảo mọi người xung quanh tránh ra, nhường không gian cho Trương đại tông chủ thể hiện. Lúc này, ngay cả khí quân đại nhân kiếm ngô đại nhân cũng rất mong đợi trương lão bác sẽ thể hiện điều gì họ đã quen biết trương lão bác cũng không phải là thời gian ngắn ngoài việc được nhìn thấy sự nham hiểm xảo quyệt của trương lão bác cùng với cách chơi côn đồ phá nát quần áo thì vẫn chưa từng thấy trương lão bác thể hiện điều gì khác khoan đã trương lão bác sẽ không thể hiện thần công phá nát quần áo chứ suy nghĩ đây khí quân đại nhân lặng lẽ lùi lại vài bước đừng đùa kiểu này chứ mặc dù là trong cảnh ảo nhưng vẫn rất mất mặt lão phu may là trương lão bác không có ý định phá nát quần áo đùa cái gì chứ ở đây lại không có người đáng để phá nát quần áo thần công như thế này sao có thể sử dụng bừa bãi được trương mạc chỉ nói lớn ta sẽ thể hiện cho mọi người thấy văn hóa tại đây ta sẽ làm một bài thơ cụ khụ trương mạc đột ngột giơ cánh tay lên đọc một cách tình cảm đông phong đêm thả hoa ngàn cây chặt về nhà nấu một nồi trời sinh ta ra ác có ích trước đào cho bếp rồi mới đặt vào lò thiếu niên không biết mùi sầu cho hắn hai gậy là lập tức hiểu mài dao không làm chậm việc chặt củi chưa đọc xong người nhiều mắt vội vàng ngăn trương mạc lại được rồi được rồi nhìn ngươi là biết ngươi là người có trí tuệ phải là tam đẳng ta sẽ đích thân nâng cấp cho ngươi nhanh chóng lấy ra con dấu đóng lên tay trương mạc lần này không dám đóng lên mặt nữa ngoan ngoãn đóng lên mu bàn tay còn phát ra ánh sáng trắng rực rỡ như vậy mới đúng chứ bản tông chủ đã thẳng thắn nhắc nhở ngươi như vậy rồi nếu còn chơi trò giả vờ với bản tông chủ nữa cẩn thận bản tông chủ thật sự chặt cây bên kia sắc mặt của tiểu hoàng vô cùng khó coi lão cha này không phải cảnh cáo hắn mà là đang đe dọa hắn một cách trắng trợn không nâng cấp cũng không được nữa rồi những yêu thú khác ở bên cạnh cùng với muôn loài, đều vỗ tay. Thơ hay quá, tuyệt cú, phải nâng cấp rồi. Khí quân đại nhân, kiếm ngô đại nhân, còn có phòng nhật thần sứ và khuê một thần sứ đều nhìn đến ngay người. Cái quái gì thế này, thế là nâng cấp rồi sao, còn có thể như vậy sao, ta cũng muốn thể hiện một chút thơ ca, khuê một thần sứ nói xong liền đi ra ngoài. Kết quả là người nhiều mắt dùng vô số con mắt nhìn hắn với vẻ kinh thường, khuôn mặt của ngươi trông không có văn hóa không có thời gian xem ngươi thể hiện. Người tiếp theo, khuê một thần sứ vừa duỗi chân ra thì lại rụt về. Được rồi, hóa ra văn hóa còn có thể nhìn ra qua khuôn mặt. Không, ngươi có chắc mình có thể nhìn thấy nền văn hóa khi đối mặt với mão nhật thần sứ không? Trương mặt chậm rãi quay trở lại, những người khác đều nhìn hắn bằng ánh mắt khác thường. Mão nhật thần sứ, làm sao ngươi biết mình có thể như vậy thăng cấp? Mão nhật thần sứ đại nhân, ngài còn biết gì nữa không? ngài có thể cho ta vài gợi ý được không, phòng nhật thần sứ, khuê một thần sứ đều mắt sáng rực. Chỉ chờ chỉ điểm của trương lão bác. Trương Mạc bình tĩnh nói ta cũng không biết gì cả. Hoàn toàn chỉ là trực giác mà thôi. Các ngươi đi tìm nơi nâng cấp đi. Cố gắng đều nâng lên nhị đẳng, như vậy có thể trực tiếp đăng ký, thực ra cũng không khó lắm. Vừa nói hai chữ, không khó, sắc mặt của khí quân đại nhân trở nên hơi khó coi đối với ngươi thì có vẻ không khó nhưng đối với những người khác mà nói thì hoàn toàn không có một chút manh mối nào họ vô cùng nghi ngờ không biết trương lão bác đã nhìn ra sơ hở của cảnh ảo này hay chưa chỉ là không muốn nói mà thôi ngay lúc này người nhiều mắt lại nhanh chóng chạy đến đưa cho trương mặt một cuộn tranh da thú đây là bức họa ngũ giới tôn giả của ngài rất có ý nghĩa để cất giữ ngài hãy cất kỹ trương Mạc nhận lấy nhìn lập tức mở to mắt tại sao bức họa này trông quen thế này? Cái thằng mập chết tiệt này, cái bụng vệ này, cái mặt tròn vo này, cái đầu heo này, chết tiệt, sao trông giống ta thế này, tiểu hoàng, ngươi thật sự không sợ ta bại lộ sao? Còn cái đầu heo kia, ngươi cố ý đúng không, theo ý của ta, chỉ cần ngươi là một cục phân. Sẽ không có ai muốn dẫm lên đầu ngươi, trích từ chương 5638, nhật ký của ta, thiên địa vô thượng thánh ma, trương ma thần là cố ý hay vô tình, trương mặt tức đỏ cả mặt, nghịch tử ngươi chờ đấy, phòng nhật thần sứ và khuê một thần sứ cũng trực tiếp lại gần, liếc mắt nhìn. Ôi chào, đừng nói, đừng nói thật đấy. Trương mặt trực tiếp cắt ngang lời hắn, vậy thì đừng nói nữa. Phòng nhật thần sứ vội vàng thức thời ngậm miệng. Nhưng khuê một thần sứ lại một mực nói mão nhật thần sứ, ngũ giới tôn giả này có chút giống ngươi đấy, được rồi, lời này vừa thốt ra, khí quân đại nhân, kiếm ngô đại nhân cùng các tu sĩ thần cung khác muốn không nhìn cũng không được lũ lượt tiến lên xem bức ngũ giới tôn giả xuất dục đồ này động tác hất đầu đầy vẻ lẳng lơ còn có lớp mở đầy tính cảm giác thật vô tình khí quân đại nhân nhìn bức ngũ giới tôn giả trên tranh rồi lại nhìn trương mạc lập tức khí quân đại nhân như nghĩ ra điều gì đó mão nhật thần sứ không lẽ nó cũng là huyết mạch thiên trư sao một câu nói khiến những người khác bỗng nhiên bừng tỉnh lần lượt lộ ra vẻ mặt đã hiểu đúng rồi ngũ giới tôn giả chính là tổ tiên của trương lão bác vậy thì hoàn toàn nói thông rồi bởi vậy trương lão bác vừa vào thành đã thần bí như vậy còn biết cách thăng cấp thế nào chắc chắn là tổ tiên có ghi chép thậm chí là huyết mạch tương liên rồi thiên trư nhất định là thiên trư kiếm ngô đại nhân đáp lời coi như đã hoàn toàn chứng thực máu heo của Trương Mạc. Trương Mạc muốn khóc không ra nước mắt, hắn còn không thể giải thích, giải thích chính là che giấu, che giấu chính là bị chuyện. Khí quân đại nhân tiếp tục nói Mão Nhật thần sứ, nếu ngươi thực sự có nỗi khổ khó nói, vậy thì không cần nói. Trương Mạc nhìn hắn, rất muốn phun một bãi nước bọt vào mặt hắn. Ngươi mới có nỗi khổ khó nói. Bản tông chủ luôn oai phong, khí quân đại nhân tiếp tục nói cục diện này, ngươi đến trấn giữ thời khắc then chốt bảo vệ mọi người là được còn lại chúng ta thử trước nếu không được chúng ta sẽ nói tiếp tất cả nghe rõ tại đây hoàn toàn tuân theo mệnh lệnh của mão nhật thần sứ ai dám chống lệnh giết không tha tuân lệnh mọi người đồng thanh đáp không có bất kỳ lời oán trách nào bất kỳ ai cũng đều có thể nhìn ra được muốn vượt qua thành trì này vai trò của mão nhật thần sứ đại nhân vô cùng quan trọng có thể nói chỉ có bảo nhật thần sứ đại nhân trấn giữ mới có thể bình an vượt qua cục diện này nhìn ánh mắt tin tưởng của mọi người trương mạc cũng không biết nên nói gì cho phải thôi cùng lắm thì để tiểu hoàng ra tay nhẹ một chút vậy làm tàn tật là được đừng giết chết ôi bản tông chủ chính là mềm lòng như vậy đấy tìm một nơi trước đã trương mạc hạ lệnh đầu tiên phòng nhật thần sứ ở bên cạnh gật đầu gừ đúng là phải tìm một nơi đóng quân để sắp xếp công việc trước. Trương Huynh vẫn ổn định thật, Trương Mạc liếc nhìn hắn, lời nịnh nọt này của ngươi thực sự có chút gượng gạo. Đánh giá kém, phải tiếp tục luyện tập. Bản tông chủ nói tìm nơi, chủ yếu là vì hơi đói rồi. Nhưng ngươi nói cũng đúng, đúng là cũng cần tìm một nơi để ở, vì bản tông chủ cũng buồn ngủ rồi. Vài giờ sau, cửa thành có một nhóm nhân loại ngủ đẳng khác vào thành đúng vậy những người đi vào chính là tả thu và đoạn đại nhân cùng một số người khác cũng như các vị khí quân đại nhân tả thu vừa bước vào đã cảm nhận được sự khác thường của ảo cảnh này đồng thời vô cùng chấn động càng hiểu sâu về ảo cảnh ngươi sẽ càng cảm nhận được sự chân thực và mạnh mẽ của ảo cảnh này theo một nghĩa nào đó ảo cảnh này đã đạt đến mức độ tương tự như tiểu thế giới tả thu thậm chí có thể khẳng định ảo cảnh này còn có khả năng luân hồi giống như hồn phách mạnh mẽ đáng sợ phi nhân loại tả thu càng ngày càng cảm thấy chủ nhân ban đầu của vọng thần điện thực sự đã đạt đến trình độ của thần linh điều đó nói lên điều gì bây giờ họ đang khám phá dinh thự của một thần linh ai mà biết được thần linh này đã ngã xuống hay đang ẩn nút nếu đánh thức người đó thì phải làm sao trong lòng vô cùng chấn động tả thu vội vàng ra lệnh không được manh động trong ảo cảnh bất kỳ cuộc chiến nào cũng có thể dẫn đến họa sát thân ảo cảnh đáng sợ quá thành phố thật sự cổ xưa tả thu và đoạn đại nhân đều cảm thán ngay lập tức đoạn đại nhân hỏi bây giờ thì sao tìm trương lão bác trước không có khả năng họ đã bị ảo cảnh khuất phục hoặc đã ra ngoài rồi không không thể nào tả thu trực tiếp dứt khoát nói với năng lực của trương lão bác đã dám vào thì sẽ không bị khuất phục ngay lập tức thêm vào đó có hai vị thần cung chủ sứ ở bên cạnh, cho dù gặp khó khăn, họ vẫn có sức chiến đấu. Còn về việc ra ngoài, ta cũng thấy không thể. Trương lão bác dù có mạnh đến đâu, muốn vượt qua ảo cảnh này cũng phải tuân theo quy tắc. Chắc chắn sẽ phải tốn một ít thời gian. Kẻ dưới trướng ta dù có ngu ngốc, thì cũng là kẻ ngu ngốc giỏi nhất. Trích từ chương 1349, nhật ký của ta, Thiên Địa Vô Thượng Thánh Ma, Trương Ma Thần đoạn đại nhân không hiểu hỏi quy tắc quy tắc gì là quy tắc vừa đóng dấu phải không phân cấp bậc tả thu trả lời đó chỉ là quy tắc bề ngoài ảo cảnh này tồn tại chắc chắn là có mục đích tạo ra nó ta có ba phỏng đoán thứ nhất ảo cảnh này là để đối phó với những kẻ xâm lược sự nguy hiểm bên trong thì khỏi phải nói nhưng bây giờ mọi thứ đều bình yên không giống lắm phỏng đoán thứ hai ảo cảnh này là để lưu trữ thứ gì đó chẳng hạn như tàn hồn, chẳng hạn như hồn phách của người thân để cho họ một thế giới tốt đẹp hơn. Nhưng theo tình hình hiện tại thì không thực tế lắm, vì trong thành phân chia cấp bậc rõ ràng, con người là thấp nhất. Điều này không giống với những gì người ta đồn đại về chủ nhân của vọng thần điện. Dừng lại một chút, Tả Thu hạ giọng nói còn về thứ ba, ta cho rằng có khả năng nhất. Đó là ảo cảnh này chính là đường lui của chủ nhân vọng thần điện có thể hắn muốn tạo cho mình một thế giới quen thuộc để tiện cho việc hắn chết có thể tồn tại trong thế giới của của mình vì vậy hắn đã chọn thế giới quen thuộc nhất của mình càng chân thực càng tốt còn cố tình để lại những quy tắc phân chia cấp bậc nghiêm ngặt để tiện cho mình một lần nữa từ yếu đến mạnh cái gọi là trò chơi của kẻ mạnh có lý đoạn đại nhân tỏ ý tán thành tả thu nhìn xung quanh nói nếu như vậy thì nhất định phải tuân thủ quy tắc mới có thể chơi được. Bất kỳ hành động nào phá vỡ quy tắc đều sẽ bị ảo cảnh ngăn cản nghiêm khắc. Bây giờ chúng ta phải tìm ra quy tắc để vượt qua trò chơi của kẻ mạnh này. Đoạn đại nhân nghiến răng nói tìm thế nào? Hắn để lại cho của mình, chúng ta tìm thế nào? Tả Thu nói yên tâm, chắc chắn không khó tìm. Hắn để lại trò chơi cho của mình, chắc chắn đã suy nghĩ việc mình cũng sẽ bị xóa ký ức, vì vậy quy tắc chắc chắn rất đơn giản đang nói, một tờ gia quảng cáo cũng được phát đến tay Tả Thu. Tả Thu chỉ nhìn thoáng qua liền cười nói đúng rồi, chính là nó. Đoạn Nhân nghiêng đầu, nhón chân, nhìn kỹ rồi nói đây là cái gì? Viết cái từ vớ vẫn gì thế, chẳng đứng đắn chút nào. Tả Thu nói đừng nhìn bên dưới, bên dưới đều là lời hướng dẫn sai. Cái chính là cái tên ngũ giới tôn giả này. Ha ha, năm giới của người, vọng nghi tham sân si ăn 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 chỉ biết ăn thôi một ngày sau một nơi nào đó trong thành trương mạc chỉ vào món ăn trước mặt phòng nhật thần sứ bên cạnh thừa dịp phòng nhật thần sứ bị mắng có chút bối rối trương mạc nhanh chóng gấp miếng thịt của hắn ta cũng không biết bản thân béo đến mức nào rồi ngươi không kiềm chế được hay là đưa cho ta ăn đi phòng nhật thần sứ nhìn bụng trương mạc trợn tròn mắt nói trước khi nói chuyện ngươi có thể soi gương không Trương Mạc nói cần không? Không cần soi cũng vẫn đẹp trai lắm. Thuần Thái, ngươi nói có đúng không? Đứng bên cạnh, Thái Thuần nào dám nói không? Hai vị đại lão các ngươi cãi nhau, có thể đừng đổ họa vào người ta không? Làm thuộc hạ thật không dễ dàng. Vâng, 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 Thái Thuần nói xong liền lùi về phía sau. Mấy vị đại nhân, ta sẽ đi tìm thêm ít rượu ngon cho các ngài, nói xong liền nhanh chóng bỏ chạy. Có tìm được rượu hay không không quan trọng quan trọng là không thể tiếp tục ở lại đây trương mạc cũng không để ý nói thật thì đồ ăn trong thành rất bình thường thậm chí ngay cả một tửu lâu đàng hoàng cũng không có cơ bản đều là hàng quán ven đường nướng cộng với luộc hoặc là ăn sống có lẽ thịt thực sự không tệ toàn là loại thịt ngon mà ngay cả trương đại tông chủ cũng chưa từng ăn nhưng sau khi làm xong trông thật khó coi với mức độ chấp nhận của trương đại tông chủ cũng chỉ miễn cưỡng ăn chút đồ nướng các ngươi nói cảnh tượng huyễn hoặc này còn có thể nếm được mùi vị quả thực không bình thường đáng tiếc trình độ kém quá trương mạc cảm thán một câu nhưng vừa dứt lời phòng nhật thần sứ và khuê một thần sứ lại lộ ra vẻ mặt khác thường mão nhật thần sứ vừa nói gì đáng tiếc trình độ kém quá đây là đang nói đến sơ hở của cảnh tượng huyễn hoặc phải không quả nhiên mão nhật thần sứ đã nhìn thấu chuyện đó hai người nhìn nhau lập tức dịch mông lại gần trương mạc hơn một chút ngay lập tức phòng nhật thần sứ phụ họa thật sự kém quá trương huynh nói đúng chỉ không biết phải giải quyết thế nào mão nhật thần sứ đại nhân ngươi có thể nói rõ hơn được không nói xong phòng nhật thần sứ lại rót đầy cho trương mạc một cốc chất lỏng màu xanh lá cây trông giống như nhựa cây nhưng uống vào lại giống như rượu không ai biết thứ này làm như thế nào nhưng chỉ có hai chữ thích thú trương mạc tưởng hai người bọn họ cũng đang nói về trình độ nướng thịt kém vừa dùng móng tay xỉa răng trương mạc vừa nói giải quyết cái gì giải quyết đi cứ làm đi phòng nhật thần sứ vội giơ tay nói không thể tạm được trương huynh có thể tạm được chúng ta khó tạm được lắm đúng vậy đúng vậy không thể tạm được khuê một thần sứ nói chen vào thật sao trương mạc còn có chút kinh ngạc không ngờ hai người các ngươi lại có yêu cầu khá cao với cuộc sống kiên quyết không thể tạm được 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 như vậy là rất tiến bộ rồi ngoài nỗ lực phấn đấu cuộc đời còn có ăn uống nữa trương mạc cười gật đầu nói được hai người các ngươi còn không muốn tạm được vậy thì đến con phố chúng ta vừa đi qua cốc phố có vẻ có hàng ngon hai người các ngươi lời còn chưa dứt phòng nhật thần sứ và khuê một thần sứ đã trực tiếp đứng dậy rời đi cả hai lập tức biến thành hai luồng sáng bay nhanh rời đi trương mạc há miệng còn chưa nói xong bản tông chủ thấy bên kia có vẻ như bán cá nướng hai người đi lấy nhớ mang cho bản tông chủ vài con nhé sao lại chạy thẳng đi rồi thật là hết nói nổi nghe lời được nửa chừng nếu hai người không mang về bản tông chủ sẽ nổi giận đấy lắc đầu trương mạc tiếp tục ăn ăn xong thì ngủ một giấc còn đoạt bảo đoạt bảo vật gì có thể tốt hơn việc ngủ không dù có muôn vàng bảo vật cũng không thể khiến bản tông chủ mất ngủ, mới ăn được một nửa, trương mạc đã thấy khí quân đại nhân tức giận xông về phía mình. Xét theo cách hắn hất trâu và nhìn chầm chầm, rõ ràng việc thăng tiến của hắn không suôn sẻ. Trương mạc lười hỏi, ảnh hưởng đến khẩu vị của bản tông chủ. Kết quả hắn không hỏi, mà là khí quân đại sư trực tiếp tiến mà nói mão nhật thần sứ, người có biết chúng ta đang nghĩ cách thăng tiến đã xảy ra chuyện gì không? Trương Mạc liếc nhìn hắn nói không muốn biết. Khí quân đại nhân hoàn toàn không nghe lời Trương Mạc nói trong thành đúng là có đủ loại nhiệm vụ có thể thăng cấp. Nhưng nhiệm vụ nào cũng biến thái hơn nhiệm vụ nào, nhiệm vụ nào cũng khoa trương hơn nhiệm vụ nào. Nhiệm vụ nào trông có vẻ bình thường một chút, lại là nhiệm vụ mà ngũ đẳng nhân tộc không thể nhận. Đây là đạo lý gì, Trương Mạc lại nhìn hắn nói ta đã nói rồi, ta không muốn biết. Ta chỉ muốn ăn miếng thịt, khí quân đại nhân đột nhiên đập mạnh vào bàn, rắc một tiếng, một chiếc bàn đá không biết làm bằng chất liệu gì trực tiếp vỡ vụn, thịt văng tung tóe. Trương Mạc mắt nhanh tay lẹ, dùng đũa kẹp lấy miếng thịt lớn nhất trên sàn. May quá, chưa rơi xuống đất quá năm hơi thở, vẫn có thể ăn được. Khí quân đại nhân mặt đỏ bừng, lại vung tay một cái, vừa rồi đánh bay miếng thịt trên đũa của Trương Mạc đây rõ ràng là đang đùa giỡn với chúng ta, hoàn toàn là lãng phí thời gian. Ta thấy vẫn nên trực tiếp phá hủy một nửa thành này, không tin ngũ giới Tôn giả sẽ không quay về trước. Mặt Trương Mạc đầy vẻ buồn bã, ăn miếng thịt sao mà khó thế. Trương Mạc bất lực chỉ có thể buông đũa, hỏi nhiệm vụ gì vậy, sao lại biến thái thế? Khí Quân đại nhân lấy ra một tấm da không biết là gì, đưa cho Trương Mạc, ngươi tự xem đi, đây là những nhiệm vụ thăng cấp mà ta ghi lại. Trương Mạc cầm lấy xem. Nhiệm vụ 1, trồng cây gây rừng, trồng một cây mỹ nhân thụ dân cho Tôn giả. Nhiệm vụ 2, dân bảo vật, dân hết tất cả những thứ có giá trị trên người ngươi, tôn giả sẽ xem xét độ quý giá của bảo vật mà thăng cấp cho ngươi. Nhiệm vụ 3, bỏ mặt mũi, hãy khỏa thân chạy khắp thành và hét lớn ta là đồ ngốc, mua vui cho cả thành. Những nhiệm vụ sau này, nhiệm vụ nào cũng quá đáng hơn nhiệm vụ nào. Được rồi, tiểu hoàng, ngươi chơi rất vui nhỉ. Trương Mạc xem một lúc lâu, mới nói ta thấy nhiệm vụ thứ ba không khó lắm hay là ngài? Khí quân đại nhân nhìn chầm chầm vào trương mạc, nói mão nhật thần sứ, ta đến đây để ngươi đưa ra ý tưởng tốt chứ không phải ý tưởng tồi. Trương mạc gật đầu nói được rồi. Tìm tiếp đi, chắc chắn còn nhiều nhiệm vụ thăng cấp lắm, không vội, không vội đâu, khí quân đại nhân nói sao ngươi không nhanh lên. Nếu ngươi ở lại đây thêm một ngày nữa, ngươi sẽ gặp nguy hiểm thêm một ngày nữa. Ngươi phải rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Mão Nhật thần sứ, xin hãy cho ta một ít, khuyên bảo. Trương Mạc nói lời khuyên của ta là ta không muốn đưa ra lời khuyên, bình tĩnh nào, nói xong Trương Mạc gọi những người khác nhanh chóng đổi một chiếc bàn khác. Đồ ăn thì sao, lên tiếp đi, những thứ khác có thể dừng lại, nhưng miệng của bản tông chủ thì không thể dừng lại. Đồ ăn và bàn mới nhanh chóng được mang đến và đặt xuống. Khí quân đại nhân thấy Trương Mạc lúc này, vậy mà vẫn có thể ăn uống bình tĩnh như vậy không khỏi nói lớn tăng ăn ăn chỉ biết ăn trương mạc nghe xong hơi nhíu mày khoan đã từ này của ngươi bản tông chủ nghe rất quen tai đúng lúc này phòng nhật thần sứ mang theo một luồng sáng trực tiếp chạy trở về trương huynh ngươi quả là tuyệt vời sao ngươi biết nơi đó có thể thăng cấp vậy người khác làm việc thuyền nhẹ đã vượt qua muôn trùng núi bản tông chủ làm việc núi nhìn thấy không phía trước có núi một đám ngốc thế mà cũng đâm vào được, trích từ chương 2751, nhật ký của ta, thiên địa vô thượng thánh ma, trương ma thần. Trương Mạc hơi há miệng. Chẳng phải ngươi đi mua cá nướng rồi sao, sao lại liên quan đến thăng cấp thế? Khí quân đại nhân trực tiếp tiến lên hỏi ngươi cũng tìm được nhiệm vụ thăng cấp rồi sao? Nhiệm vụ gì, nói ta nghe thử xem. Có thể làm được không? Phòng Nhật thần sứ nhanh chóng nói bên cạnh chỗ bán cá nướng ở góc phố, có một nhiệm vụ, đó là rút thanh kiếm lớn cắm dưới đất ai có thể rút được thanh kiếm này sẽ nhận được ân huệ của ngũ giới tôn giả ngay lập tức thăng cấp khí quân đại nhân kinh ngạc nói nhiệm vụ này nghe có vẻ không khó nhỉ sao ngươi tìm được thế phòng nhật thần sứ nhìn về phía trương mạc lập tức khí quân đại nhân sắc mặt dịu xuống nói mão nhật thần sứ nguyên lai ngươi vẫn luôn lo lắng chuyện này chính là ta vô lễ ta xin lỗi ngươi Trương Mạc chớp chớp mắt, từ một tiếng. Mặc dù có vẻ như có lẽ không phải ý của hắn. Nhưng rất rõ ràng, công lao này lại được tính vào đầu hắn. Nhìn vẻ mặt kích động của phòng nhật thần sứ, người biết thì hiểu hắn rút được kiếm, chứ không biết còn tưởng là người khác rút kiếm của hắn. Đi xem thử, Trương Mạc nói. Hắn muốn xem thử, tiểu hoàng lại đang bày trò gì. Nhiệm vụ này, nghe có vẻ không đủ kích thích, So với phong cách thường thấy của Tiểu Hoàng thì có vẻ hơi không hợp. Không phải là nhiệm vụ cố tình để lại cho bản tông chủ chứ, đi xem thử rồi biết, được, cùng đi, khí quân đại nhân để phòng Nhật thần sứ dẫn đường, cả nhóm người lập tức đi đến góc phố. Trên đường, đủ loại yêu thú, đủ loại sinh vật hình người liên tục liếc nhìn bọn người khí quân đại nhân bằng ánh mắt khác thường. Nhân tộc ngũ đẳng, rõ ràng là không được an toàn lắm ở đây. Một số con quái vật còn muốn động tay động chân với phòng nhật thần sứ, trông rất ưng ý. Phải nói là khẩu vị thực sự nặng. Nhưng nghĩ kỹ lại thì cũng rất có lý, nhìn phòng nhật thần sứ là thấy béo tốt rồi. Nếu như trên tay trương mạc không còn ánh sáng của dấu ấn tam đẳng thì có lẽ đã có quái vật đến gây phiền phức rồi. Thậm chí còn có một người đầu ngựa đến muốn mua bọn người khí quân đại nhân với trương mạc. Tay trái cầm tinh thạch, tay phải liên tục vung lên có tiền nhân tộc ngũ đẳng, bán cho ta. Trương Mạc đẩy ra, có tiền thì ghê gớm lắm sao? Cái gì ngươi cũng dám mua? Thật là, ngươi dám mua thì bản tông chủ cũng không dám bán, sau chuyện này, Trương Mạc mới cảm nhận được thân phận nhân tộc ngũ đẳng, quả thực rất khó sống trong thành. Ước chừng khí quân đại nhân bọn người đi ra ngoài tìm nhiệm vụ thăng cấp, thì đã gặp phải không ít chuyện như thế này. Bởi vậy, khí quân đại nhân mới tức giận như vậy, ở bên ngoài, đó đều là những nhân vật chỉ cần dậm chân một cái, cả vạn quốc gia đều phải run rẩy. Ở đây, cho dù là tức giận đến mức nào, thì cũng chỉ là tức giận mà thôi. Tâm thái không sụp đổ, thì đã là tâm cảnh khá tốt rồi. Trương Mạc vội hỏi một câu, kiếm ngô đại nhân đi đâu rồi, không phải bị con yêu thú nào bắt đi, đem ra đường chặt ra bán chứ. Như vậy thì thảm quá, bản tông chủ nhìn thấy. Ít nhất cũng phải cứu được hai cân, May mà chuyện như vậy không thể xảy ra. Đợi đến khi bọn người Trương Mạc đi đến góc phố thì nhìn thấy Kiếm Ngô đại nhân đã dẫn người đợi sẵn từ lâu. Thậm chí còn liên tục vẫy tay với bọn người Trương Mạc. Mọi người đến, lập tức nhìn thấy quả nhiên có một thanh kiếm cắm ở góc phố. Chỉ là thanh kiếm này không giống như tưởng tượng, hơi lớn, lại còn tròn, nhìn thế nào cũng giống như một cái cột. Sao lại nhìn ra đây là kiếm vậy? Trương Mạc còn muốn hỏi người khác. Kết quả là khí quân đại nhân lại hỏi trước Mão Nhật thần sứ, nhãn lực của ngươi đúng là không tệ. Chỉ là sao ngươi lại nhìn ra đây là kiếm, được rồi, câu hỏi lại quay trở lại. Trương Mạc bình tĩnh đáp nhìn bằng mắt. Một câu nói chặn họng mọi người. May là mọi người ở chung lâu như vậy, cũng đều biết Mão Nhật thần sứ luôn, bí ẩn, tiếc lời, không muốn nói thì thôi. Tiến lên xem xét, trên mặt đất có chữ. Trúc kiếm có thể thăng cấp, được ban phúc, hoan nghênh thử sức, trên cột cũng có chữ. Trương mạc độc to kiếm như ý đại bổng, nặng một vạn ba ngàn năm trăm cân, chật chật chật, đúng là hơi nặng thật, bản tông chủ xem ra là không có cửa rút ra rồi. Những vạn tộc và yêu thú khác trên phố thấy trước, kiếm cột, đông nghiệp người, không khỏi cũng lần lượt tiến lên, chặn đường hoàn toàn. Nhân loại ngũ đẳng sắp rút kiếm rồi, ha ha, muốn thăng tứ đẳng xem bọn họ có bản lĩnh đó không người vây xem càng lúc càng đông gật đầu trương mạc vẫy tay nói được rồi đều thử đi khí quân đại nhân vốn tưởng trương mạc sẽ chọn mình lên trước không ngờ trương mạc lại khoan dung nhường cơ hội cho người khác trước